Xin các bạn, trên tay của mình hiện giờ đang là hai cái sợi dây cáp rất là đặc biệt, nó rất là đẹp, nó tới từ hãng Rockspace. Và bây giờ thì mình sẽ khui hộp và giới thiệu cho các bạn xem là hai chiếc dây cáp này nó có cái gì hay. Rồi thì đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu sơ qua về phần hộp trước. Thì cái sợi dây cáp này á, nó có cái tên là Off Series. Thì Off Series thì như các bạn cũng có thể biết đây là cái thuộc cái series hệ mặt trời, thì nó là cái sợi cáp Lightning và nó có thể sạc cũng như là truyền dữ liệu được. Ở đây thì nó có cái nguồn ra dành cho sản phẩm là 2A. Thì như các bạn cũng có thể biết là nếu các bạn mà xài những cái củ sạc á, cái củ adapter mà sạc nhanh, ví dụ 5V 2A hay là 6V hay là 10V 2A, thì cắm cho cái dây sạc này nó sẽ sạc nhanh cho cái thiết bị di động của bạn như là iPhone, iPad, vân vân. Thì ở dưới này á, Rockspace đã có quảng cáo là cái phần housing của họ là được làm từ cái lõi kẽm, cũng như là nó cái thiết kế đơn giản và nó có sạc nhanh. Thì cái sợi dây này á, nó có chiều dài là 1 mét. Ở mặt sau nó thì chúng ta sẽ thấy hình ảnh rõ ràng của bốn cái màu sắc của cái sản phẩm Off Series này. Ở đây chúng ta sẽ có Moon là mặt trăng, thì nó có được làm cái màu nó hơi nâu nâu, hơi xám xám một tí xíu. Jupiter thì nó sẽ có màu vàng, Sun thì nó sẽ có màu cam. Jupiter này là sao Mộc, là Sun là mặt trời, là cũng như là Earth thì nó là màu xanh dương, là với cái hình trái đất của chúng ta ở đây. Thì đó, một vài cái thông tin chi tiết khác. Bây giờ thì mình sẽ khui hộp và cho các bạn xem cái hình ảnh của sản phẩm luôn. Đó, màu cam rất là đẹp nha, cái màu này rất là nổi luôn, cam mà cam chói luôn chứ không phải là màu cam bình thường nữa. Đó, cam mà hình dạ quang luôn. Đó, mình tháo cái sợi dây ra và như các bạn có thể thấy là cái tiếng của kim loại nha. Mình rất là thích cái tiếng kim loại này. Đó, đây là cái sợi dây dài 1 mét của chúng ta, và ở hai cái đầu USB á, đầu USB này á thì đều được trang bị những cái vỏ bọc bằng kim loại bên ngoài rất là đẹp như thế này. Gõ vào nghe thấy tiếng kim loại rất là thích luôn, mình cầm trên tay mát rượi. Và cái phần tiếp nối giữa cái sợi dây cáp sạc cũng như là cái phần housing thì được Rockspace khéo léo họ giấu vào bên trong như thế này. Và cũng rất là hay ở cái phần đầu USB-A này á, khi mà chúng ta cắm sạc vào á, thì chúng ta sẽ không còn phân vân đâu là đầu trên, đâu là đầu dưới của cái phần USB nữa, mà cứ hiện cái mặt mà hình mặt trời như thế này, tức là nó nằm ở trên và chúng ta cứ thế mà cắm vào mà sạc thôi. Còn cái đầu Lightning á, ở những cái phần chân tiếp xúc như thế này á, mình cảm thấy là cái độ hoàn thiện của Rockspace làm rất là đẹp. Cái phần dây này thì được làm dạng dẹp chống rối, và ở giữa này nó có những cái đường rãnh nhỏ li ti á, rất là thích, sờ vào rất là đã. Cái sợi dây này á, mình cảm thấy là Rockspace họ hoàn thiện rất là tốt, rất là cao cấp, mà nghĩ là cái độ bền của nó cũng rất là cao luôn. Trước đây á, thì Rockspace có những cái sợi dây thuộc dạng cao cấp nhưng mà nó không có bền chắc, ví dụ như là Meto M6 á, thì nó đẹp nhưng mà nó không có bền. Nhưng mà những cái dòng sản phẩm mà dạng dây dù á, thì nó lại rất là bền. Nhưng mà đối với cái sản phẩm này á, mặc dù không được làm ở dây dù nhưng mà mình cảm giác được là nó rất là chắc chắn. Mình có giật ra giật vô thì nó không có cái sự lỏng lẻo như cái dòng Beta M6. Rồi, nhân tiện đây thì mình cũng sẽ khui luôn cái phiên bản Jupiter, tức là sao Mộc, cho các bạn coi luôn là cái màu sắc của nó như thế nào. Đó, cái màu nâu đất này rất là đẹp luôn. Jupiter màu nâu đất cũng như là Sun cái màu của mặt trời. Và như cái hình các bạn có thể thấy, đây là cái hình giống như là ở trên hành tinh sao Mộc á, họ bỏ vào đây cái lớp bóng, cái lớp kiến bóng này á, sờ vào rất là đã, mát rượi à, mềm mịn. Mình rất là thích cái sợi dây sạc này, và có thể nói đây là cái sợi dây sạc đẹp nhất mà mình từng sử dụng qua. Và cái mức giá mà Rockspace họ quy định ở cái hàng chính hãng ở Việt Nam là 180.000 đồng. Thì mời các bạn lên website mangnguyen.vn xuyệt Rockspace, hoặc là các bạn vào cái chuyên trang mangnguyen.vn, mình đã có để sẵn thông tin ở trên đó, hoặc là bên dưới phần description cũng đã có để sẵn thông tin phía bên dưới đó. Một cái dây sạc mà 180.000 rất là đẹp như thế này. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.